Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Cái máy tôi hỏi bên em, rất cảm ơn cô bác chị em đã vào xem các video động cơ của em đăng lên nha. Thì hôm nay bên em về được một động cơ Komatsu quá chị em. Komatsu này là dòng cơ giới mấy anh chị em. Dòng cơ giới nha. Này là của em, nó là Komatsu 4D94-2. Đẹp xuất sắc coi nha. Máy cơ giới mà hiếm có cái động cơ nào mà đẹp như thế này lắm. Dữ lắm, mới luôn. Nên nó có cái bộ e luôn. Đó là em. Mấy ngốc bánh đà, tất cả mấy ngốc trên con Komatsu này nó có hai cái cánh chuồng hai bên quá chưa. Nhớ nhận biết ha. Quá chị em đang sở hữu mấy cái động cơ Komatsu 94 mà đặt lên thiết bị gì đó là lâu ngày nó máy nó yếu, nó giảm tuổi thọ quá chị em. Thì quá chị em mua cái động cơ này để lên ha. Chạy cực kỳ luôn quá chị em. Động cơ này nó mới xuất sắc luôn, quá trời mới. Mấy cái dòng Komatsu này thì chắc cô bác chị em đã từng xài qua cũng đã biết ha. Mấy cái con ốc chân bô á, nó sơn luôn nè. Ngày xưa nó sơn luôn cái bô lửa này luôn. Mình đang còn cái động cơ 4D95 á, nó sơn luôn cái bô lửa này luôn ha. Nó cháy, nó sơn chưa hết là cô bác chị em biết thế nào rồi. Đừng nhớ nguyên zin chưa thay quá cho em nha. Này nó đang sở hữu đề sạc 24 nữa chị em, chống nước cổ dê còn già khè luôn. Máy quá cực kỳ quá chị em. Cơ này thì cô bác chị em đem về chỉ có là để vô sử dụng thôi, không có cần phải phân vân về vấn đề chất lượng máy móc gì hết. Chất lượng máy này là thôi miễn bàn này, trên 90% quá anh em. Cô bác chị em mới nhìn thoáng qua giống như là máy sơn lại quá chị em, nhưng em bán em bảo đảm nguyên zin quá chị em ha, bao nguyên zin, máy nguyên zin, không sơn không dậm tàu lau mỹ lau gì hết. Cô bác chị em xài máy lâu năm thì có thể nhìn điển hình một vài chỗ là biết máy zin hay máy sơn nha. Để máy cho các anh chị em nghe nha. Nghe tiếng máy của động cơ này như thế nào. Máy quá cực kỳ quá chị em. Cực kỳ quá em, máy nổ rất là quy lực quá em ha. Máy rất là ok quá chị em, máy rất là nổ rất là quy lực luôn. Của chị em nào đang sở hữu cái dòng Komatsu này á,
thì mua cái động cơ này về gáp lên ha, chạy cực kỳ luôn. Thì ngoài ra các bác chị em cũng vẫn xài được các cái công chuyện khác quá chị em, chạy ghe, chạy tàu, chạy gì đó các kiểu quá chị em, tắt điện gì các kiểu đó. Thì các bác chị em hài lòng cái động cơ này thì ủng hộ giúp cho em ha. Giá của động cơ này thì nó hơn 40 triệu quá chị em, giá hơn 40 triệu nha. Tại vì có anh em cũng hay thắc mắc về vấn đề giá cả này kia nọ thì em báo giá của anh chị em là hơn 40 triệu. Còn có anh chị em cảm thấy giá hợp lệ thì mua giùm giúp cho em. Còn nếu mà có anh chị em thấy em bán cao bán mắc gì đó thì có thể lướt qua xem cho vui, em rất là cảm ơn. Đó. Thì có anh chị em nên so sánh những động cơ của anh chị em ha. Máy giá nó cao thì chất lượng máy nó sẽ khác, nó không có như là cái máy giá cao mà chất lượng nó thấp được. Máy cao chất lượng phải cao, còn máy rẻ chất lượng nó rẻ, chứ không bao giờ có mà máy rẻ mà chất lượng cao được nghe quá anh chị em. Giá mong mỏi của em nó là trên 40 triệu, quá anh chị em nào có quan tâm yêu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em nữa ha. Em rất cảm ơn quá anh chị em đã nhín thời gian vào xem các video động cơ của em nha. Em xin chúc quá anh chị em được nhiều sức khỏe, được thành công trong công việc nha. Xin chào, hẹn gặp lại quá anh chị em video tiếp theo.